Nói không mà ông là ăn. Anh cũng ăn đi cho chim mò lớn. Tại này nó ra nó gặp ông bạn nó nói nghe ông vợ em nói một câu mà em nghe hại não. Không ngồi đọc chuyện hả? Rồi vậy giờ anh kiếm gì ăn đi cho chim mau lớn.